Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau. Gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông. Chất lượng phổ cập giáo dục, vai trò then chốt trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần. Cần sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở thôn Làng Mi. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2019. Tới dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 74 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thông tin và truyền thông. Theo đó, qua nhiều lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, ngành thông tin và truyền thông Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh toàn diện, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành thông tin và truyền thông đã có những đóng góp xứng đáng, tác động tích cực và hiệu quả đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô, doanh số, thị trường và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông năm 2018 cao hơn tăng trưởng GDP của cả nước, đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, tăng 112,6% so với năm 2017. Đồng hành cùng với sự phát triển của toàn ngành, sau gần 15 năm hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin được xây dựng đồng bộ, hiện đại, rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục đạt được những mục tiêu quan trọng. Trọng tâm là việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, góp phần từng bước tạo môi trường xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường tính minh bạch, công khai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy cải cách hành chính, hệ thống báo chí đã có bước phát triển mạnh mẽ, hội đủ các loại hình báo chí. Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Sở Thông tin và Truyền thông đã vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng trong dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức trao giải bóng đá nam và bóng chuyền hơi chào mừng 74 năm thành lập ngành thông tin và truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam, Vietnam ICT Index năm 2019. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu lần thứ 11 liên tiếp. Lào Cai nằm trong top 10 tỉnh thành, tuy nhiên giảm một bậc so với năm ngoái với vị trí thứ 9. Theo bảng xếp hạng ICT Index năm 2019, với chỉ số xếp hạng chung ICT Index 0,5364 điểm, Lào Cai giữ vị trí đứng thứ 9, giảm một bậc so với năm 2018, hạng thứ 8. Trong đó, chỉ số hạ tầng kỹ thuật xếp hạng 5, tăng 5 bậc so với năm 2018. Chỉ số hạ tầng nhân lực với 0,55 điểm ở vị trí thứ 33, tụt 25 bậc so với năm 2018. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin xếp hạng 5, tăng 1 bậc so với năm 2018. Qua kết quả trên, mặc dù tổng thể tỉnh Lào Cai chỉ giảm một bậc mà vẫn nằm trong top 10 các tỉnh dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông toàn quốc, điểm số của Lào Cai so với tỉnh dẫn đầu Đà Nẵng vẫn được rút ngắn so với năm 2018. Điều đó khẳng định Lào Cai vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng chung, tuy nhiên chỉ số cần cải thiện và giữ ổn định là hạ tầng nhân lực. Chỉ số Vietnam ICT Index là chỉ số chính thống về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phản ánh bức tranh chân thực, khách quan và toàn diện nhất về việc bảo đảm điều kiện cho phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan địa phương tại Việt Nam. Nhiều năm liên tiếp, Lào Cai luôn nằm trong top 10 tỉnh thành có chỉ số tốt nhất. Duy trì tỷ lệ chuyên cần là một trong những giải pháp được coi là then chốt để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Vậy làm thế nào để duy trì tỷ lệ chuyên cần, trong khi hầu hết các cơ sở, trường lớp của Lào Cai đều tập trung ở khu vực vùng cao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát có 573 học sinh, trong đó ở bán trú tại trường là 294 em. Ngoài giờ học chính khóa, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao,
nhà trường còn xây dựng mô hình nông trại trong trường học, giúp các em tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, với những kỹ năng lao động sản xuất. Bà con nhân dân ở xã thì cái phong tục tập quán về trồng rau thì cơ bản là theo cái lối mòn lối cũ ngày xưa. Nhà trường đã tiến hành đó, căn cứ điều kiện đó nhà trường đã tiến hành triển khai cái mô hình giáo dục cho các em cái kỹ năng sống, hướng nghiệp cho các em, để mục đích chính là để rèn cho các em cái kỹ năng để các em sau này thì các em về nhà để em triển khai và tham gia sản xuất ở tại gia đình. Vươn lên ý nghĩa của việc rèn luyện kỹ năng lao động cho học sinh, các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức còn góp phần quan trọng để tỷ lệ chuyên cần bậc trung học cơ sở của nhà trường luôn đạt từ 94 đến 97%, là cơ sở quan trọng giúp nâng lên chất lượng dạy và học của nhà trường. Kết thúc năm học 2018-2019, 100% số học sinh lớp 9 của nhà trường đã thi đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở. Cũng ở huyện Bát Sát, sau khi trường tiểu học số 1 và số 2 xã Trịnh Tường được sáp nhập, không chỉ quy mô trường lớp mà cả nhu cầu bán trú của học sinh nhà trường cũng tăng lên đáng kể. Áp lực là không thể tránh khỏi, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường. Bù lại việc sáp nhập trường lớp, đưa học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính học tập đã giúp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục của địa phương. Việc huy động học sinh ở các điểm trường lẻ, như cái việc sáp nhập trường thì nó tạo cho cái sự tập trung về quy mô trường lớp của nhà trường. Và cái sự tập trung đó thì cũng tạo điều kiện cho các cấp có cái sự đầu tư được đồng bộ hơn, quy mô hơn. Chính vì vậy mà nhà trường có một cái điều kiện cũng như là các em học sinh có một cái không gian sư phạm và không gian học tập rất là tốt. Và đặc biệt đấy là khi ghép trường và đưa các em học sinh ở điểm trường lẻ về ở trường chính ấy, thì các em được ở bán trú. Đấy, thì chính cái điều kiện bán trú đó cũng đã tạo điều kiện cho các em một cái môi trường sinh hoạt tập thể để đã duy trì được cái tỷ lệ chuyên cần cũng như là thực hiện công tác phổ cập rất là tốt. Hiện nay 2/3 cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trên 70% học sinh của Lào Cai nằm ở các địa bàn vùng cao. Đặc thù khu vực này là đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tình trạng người dân bỏ nhà đi làm ăn xa khá phổ biến. Đặc biệt các em học sinh ở bậc trung học cơ sở được xem là đối tượng lao động chính của gia đình. Xác định để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cần duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần. Để làm được điều đó, bên cạnh sự nỗ lực của các nhà trường thì vai trò của cấp ủy chính quyền cơ sở là hết sức quan trọng. Là do đặc thù của Lào Cai của chúng ta là trường lớp học sinh thì ở vùng cao chiếm một cái tỷ lệ rất cao, cho nên là cái việc là thực hiện phổ cập ở các cái xã vùng cao đều phải có cái giải pháp riêng. Thì trong đó thì hết sức chú trọng trong cái việc là huy động số lượng và duy trì học sinh đi học chuyên cần và tăng cường cái vai trò của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã, thế và lãnh đạo xã, cán bộ xã rồi trưởng thôn vào cuộc để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ trọng yếu về phổ cập giáo dục vùng cao. Những mô hình giáo dục như trường bán trú, trường học gắn với thực tiễn, trường học du lịch sinh thái đã được ngành giáo dục triển khai trong thời gian qua đã thực sự phát huy được hiệu quả đúng với phương châm học đi đôi với hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đúng với mục tiêu củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã phường thị trấn đã được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Đây là những kết quả tích cực mà Bát Sát đã đạt được trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, đến nay huyện đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Quang Kim, Bản Qua, Bản Vượt, Tốc San, Mường Vi, Bản Xèo, tăng 4 xã so với năm 2015, đạt 100% mục tiêu đề án của huyện đến năm 2020. Với kết quả này, huyện Bát Sát đặt quyết tâm phấn đấu đến tháng 6 năm 2020 có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, đạt trên 128% mục tiêu đề án của huyện. Quang Kim được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, Bát Sát hiện có 34 thôn nông thôn mới, 30 thôn kiểu mẫu, toàn huyện hoàn thành 338 tiêu chí. Bình quân mỗi xã hoàn thành 15,4 tiêu chí, đạt 114% mục tiêu đề án của huyện, gần 110% so với mục tiêu đề án của tỉnh. Được biết, kinh phí thực hiện đề án nông thôn mới của Bát Sát giai đoạn từ năm 2016 đến nay là trên 173 tỷ đồng, bằng 98,85% nhu cầu vốn. Trong đó, vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia trên 168 tỷ đồng, vốn ngân sách sự nghiệp của huyện trên 4 tỷ đồng.
Năm 2019, diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đã phát triển mở rộng lên 1.500 hectare, tập trung tại các huyện Mường Khương, Bát Sát, Văn Bàn, Sapa, Bắc Hà và Simacai. Việc hình thành các chuỗi liên kết trồng, sản xuất, tiêu thụ đang là hướng đi bền vững trong phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, sản lượng cây dược liệu sau thu hoạch đạt khoảng 3.200 tấn khô, trong đó Atiso chiếm 70% sản lượng, tương đương 2.520 tấn lá, củ hoa, còn lại là xuyên khung, đương quy, y dĩ, sa nhân tím. Giá trị thu nhập cây dược liệu bình quân đạt từ 120 đến 150 triệu đồng một hecta. Cá biệt, một số loại dược liệu có giá trị đạt 600 triệu đồng một hecta. Vùng sản xuất dược liệu đã được tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm do các công ty liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dược liệu hướng dẫn áp dụng kỹ thuật. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chavaco Sapa, thì Lào Cai còn có nhiều cơ sở chế biến của các cá nhân, hợp tác xã thu mua, sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, có đóng gói, bao bì, có tem nhãn mác như cao Atiso, cao đương quy, các loại trà túi lọc Atiso, tam thất, chè dây, rào cổ lam, chè linh chi, chè thảo dược, nhóm cây thuốc tắm của người Dao đỏ, chế biến thành 5 sản phẩm thuốc tắm, xà phòng, thảo dược, thuốc bôi. Hiện tại có 10 doanh nghiệp hợp tác xã đứng ra liên kết với người dân sản xuất thu mua sản phẩm dược liệu. Hàng năm các đơn vị thu mua trên 3.000 tấn sản phẩm. Trong đó có 2.900 tấn Atiso, 240 tấn xuyên khung, 111 tấn đương quy, 40 tấn chè dây, 25 tấn y dĩ, 17 tấn tam thất. Qua đó tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm cây dược liệu, giúp nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập đến trong các bản tin thời sự trước, nhiều năm nay, bãi rác thải tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân thôn Làng Mi. Người dân đã có nhiều lần có ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của tỉnh, của huyện. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một giải pháp nào được triển khai. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm của bãi rác thải khu vực thôn Làng Mi, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng được xác định là do việc thi công xây dựng của nhà thầu chậm so với tiến độ đề ra. Người dân đang thực sự mắc kẹt giữa ô nhiễm, chuyển đi thì không có điều kiện, ở lại thì tiếp tục phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm. Nguyện vọng của họ là được hỗ trợ di chuyển đến chỗ ở mới đảm bảo môi trường. Ở cái khu vực dân ở quanh đây, một số hộ ở gần đây thì nói thực sự là người ta cũng không thiết tha gì ở cái đất này nữa. Đấy, thực sự là một số hộ này, tôi thì nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì người ta độc muốn là bây giờ người ta này đi những nơi khác người ta ở. Đấy, nhưng mà thực sự là người dân thì để tự bỏ vứt đây để mà đi thì người ta lại cũng không có khả năng. Tại vì đã nghèo rồi, bây giờ thì đi bằng cái gì? Trong khi đó là muốn là có thể là nhà nước hỗ trợ hay làm cách nào đó cho người dân chuyển về nơi ở khác thì đúng là tâm tư nguyện vọng của dân ở một số gần đây là đa số là mong muốn là như vậy. Một vài năm trở lại đây, không chịu được cảnh sống chung với ô nhiễm nặng, rất nhiều hộ đã phải bỏ lại nhà cửa, đất đai, canh tác, chấp nhận đi ở thuê ở những nơi xa khu vực ô nhiễm. Tuy nhiên, ở nơi ở mới không có đất đai canh tác, hàng tháng số tiền phải chi phí cho thuê nhà không phải là nhỏ. Chính vì vậy, cuộc sống của bà con nhân dân đang rất khó khăn. Vì là nó ô nhiễm quá nặng nề cho nên là mẹ con tôi không ở được, phải bỏ nhà đi, không thuê nhà ngoài cái sáu. Thằng út thì cháu đi trước, nghĩa là cháu dẫn vợ con là ra thuê nhà ở đấy trước. Thế được 2 năm sau thì tôi ra tiếp, kiểu không ở được, kiểu là nó ô nhiễm quá, không ở được thì mới bỏ đi. Thế còn bây giờ mà về đây thì đúng thật sự không thể ở được. Thế chúng tôi bỏ nhà đi thì từ năm đấy giờ thì ra đấy các cháu nó cũng khỏe mạnh được tí. Ông Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, hiện dự án này đã xong 90% tiến độ. Chủ đầu tư cũng đã tìm được đơn vị thi công khác để hoàn thiện những hạng mục còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cam kết chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 2019, dự án này sẽ đi vào vận hành và xử lý triệt để nước dỉ thải, không để chảy ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong tháng 8 này, Sở sẽ cử đoàn kiểm tra, tiến hành lấy mẫu nước, mẫu không khí nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực xung quanh bãi rác. Tôi cũng đã cam kết và cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn là trong tháng 8 này sẽ có một cái đoàn xuống cơ sở để đi lấy mẫu. Thứ nhất là lấy mẫu nước giếng, thứ hai là mẫu nước mặt, thứ ba là cũng lấy một số mẫu không khí mà dọc theo các cái tuyến đường mà trong cái phạm vi mà bà con có ý kiến. Thì trên cơ sở đánh giá như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái công bố cái kết quả cũng như là kèm theo cái giải pháp. Sau khi mà cái nhà máy này đi vào vận hành chính thức thì chúng tôi tiếp tục sẽ đánh giá lại cái môi trường gồm có nước ngầm, nước mặt, rồi là không khí, rồi mùi. Nếu như mà cái vị trí nào mà còn ô nhiễm nữa mà không khắc phục được thì chúng tôi sẽ kiến nghị
để có những cái biện pháp di dân. Nhưng còn đối với những cái giếng ngầm mà không sử dụng được nữa thì chúng tôi sẽ đề nghị là huyện, tỉnh sẽ có cái biện pháp là cấp nước sạch cho người dân. Hy vọng với sự vào cuộc của ngành chức năng, trong thời gian sớm nhất, 14 hộ dân thôn Làng Mi không còn phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua trong mục Lào Cai 7 ngày. Trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Cuộc diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương, của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cũng như vai trò tham mưu của các cơ quan đơn vị và khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trong ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với huyện ủy Sapa, Mường Khương và Bắc Hà về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu cần tập trung chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, có các giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao các chỉ tiêu đề ra, có chương trình kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, từ đó xác định các khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới. Ưu tiên giải quyết các nhóm vấn đề liên quan đến củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngày 22 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua 5 nội dung, đó là nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021, cụ thể là sắp xếp lại 16 xã, 2 phường và 1 thị trấn. Nghị quyết thông qua đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng là đô thị loại 5 thuộc huyện Bảo Thắng. Nghị quyết về một số nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và phê duyệt kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp và nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Lào Cai đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Tín dụng chính sách đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng để người dân vươn lên trong cuộc sống. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách, tăng 6 chương trình so với trước khi có chỉ thị số 40. Tổng doanh số cho vay 5 năm qua đạt trên 3.500 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 40.000 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm xuống còn 16,25% vào cuối năm 2018, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có tổng số 616 trường học với trên 8.200 lớp, giảm 11 trường theo đề án rà soát điều chỉnh mạng lưới trường lớp gắn với tinh giản biên chế. Và chỉ ít ngày nữa, khoảng 200.000 học sinh ở các cấp học sẽ chính thức bước vào năm học mới. Vào thời điểm này, các trường trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi điều kiện, đặc biệt là về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, sẵn sàng bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới 2019-2020. Khó khăn trong thu tiền nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước nông thôn là thực trạng chung của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 7 năm nay, mới chỉ có 183 trên 551 công trình thu được tiền sử dụng nước với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Nguyên nhân xuất phát từ thói quen sử dụng nước không phải trả tiền đã ăn sâu vào suy nghĩ của đa số người dân và do nguồn nước không đảm bảo.
Do vậy, cùng với việc quan tâm sửa chữa nâng cấp các công trình nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân, các cấp chính quyền địa phương cần có sự vào cuộc quyết liệt và tích cực hơn nữa để tuyên truyền cho người dân thấy được trách nhiệm của mình đối với sự quan tâm đầu tư của nhà nước đóng góp để hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.